Quý thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân Đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân Đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ qua trình độ. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay, Chủ nhật 4 tháng 7 năm 2021, gồm có chương 4, thiền thứ nhất. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, Đỗ Hiếu kính mời quý vị theo dõi phần đầu chương 4 Việt Nam Quốc dân Đảng bị thực dân đàn áp qua giọng đọc của Nam Anh. Chương 4 Việt Nam Quốc dân Đảng bị thực dân đàn áp. Thiết lập hội đồng đề hình. Thủ phạm ám sát Baza đã không phải là Leon San, tức là hành động của Việt Nam Quốc dân Đảng, mà sở mật thám Bắc Việt đã mong manh biết từ hồi Nam Đồng Thư Xã được thành lập ít lâu. Nhưng nếu đàn áp ngay thì thiếu bằng cớ, nên chúng chỉ cho theo dõi từng cá nhân. Đến ngày nay, Việt Nam Quốc dân Đảng đã có một lực lượng khá lớn lao, nên chúng không còn thể để lâu được nữa. Nguyên nhân bị tiết lộ bởi một thanh niên trí thức là Nguyễn Quốc Túy, y khoác bộ áo cách mạng tham gia vào những vụ có tính cách ái quốc, ái quần để mưu đồ khoái lạc cá nhân. Sở mật thám Bắc Việt thừa biết rõ là gã lợi dụng cách mạng để gây phá rối trị an, nên đề nghị với thống sứ Bắc Việt ra lệnh trục xuất y về nguyên quán ở Trung Việt vào hồi cuối năm 1927. Nhận được lệnh trục xuất, Nguyễn Quốc Túy đã đến năn nỉ với Rinea, cẩm mật thám. Xin ông cho tôi ở lại Bắc Việt, tôi sẽ xin báo để ông biết một tin quan trọng. Rinea cười khẩy, đáp lại bằng giọng mỉa mai. Quan trọng à? Thôi về qua Vinh, anh sẽ khai với ông chánh mật thám ở đấy. Khi lính giải về, tới sở mật thám Vinh ở Nghệ An, Nguyễn Quốc Túy đã không ngần ngại khai tin quan trọng ấy với chánh mật thám tỉnh Nghệ An rằng hôm trước đây, người bạn đồng học của tôi là Nguyễn Thái Học có đến rủ tôi vào hội kính, mà mục đích là dùng võ lực đánh đổ chế độ thực dân. Trong hội kính ấy, có cả Nhượng Tống và Phạm Tuấn Tài.
Vào hồi 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1929, tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ, Sở Mật Thám Bắc Việt chăn lưới, khám xét nhà và bắt một số trung ủy Việt Nam Quốc Dân Đảng, trong số đó có Bùi Tiên Mai. Nhưng không bắt được hai yếu nhân của đảng là Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu. Nguyễn Thái Học khi ấy đương ở khách sạn Việt Nam, được đồng chí phi báo. Ông liền thoát ra phía sau cửa, sau khách sạn 5 phút đồng hồ, trước khi mật thám kéo đến bổ vây khám xét cơ quan ấy. Sở mật thám đưa chúng tôi ra biện lý cuộc, nhưng thấy là việc quan trọng, biện lý cuộc báo cáo lên phủ toàn quyền. Toàn quyền Pasque ký nghị định thiết lập hội đồng đề hình, Commission Criminelle, để xét xử Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thành phần hội đồng đề hình gồm có Chánh hội đồng Prit, Thanh tra hành chính chính trị Bắc Việt, Ủy viên là Nicolas Biện Lý, Ủy viên Dan Salle, Đốc lý Hà Nội, Ủy viên Gate, Đại úy, Thông ngôn Hoàng Hữu Phương, Lục sự Agnew Patrick. Hội đồng đề hình làm việc ngay trên tầng lầu Ngục thất Hỏa lò Hà Nội, nơi phòng giam cụ Phan Sở Nam hồi năm trước đây, bắt tay vào việc Prit ra lệnh cho các bị can được hưởng chế độ chính trị phạm, tức là regime politique. Số đảng viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng dần dần bị bắt, giam lên tới con số 227 người, bởi Bùi Tiên Mai, một trung ủy, đã tham dự tổng bộ đến hai kỳ, bị mật thám đem danh lợi cám dỗ. Tiên Mai đã công khai hết công việc của đảng và tố cáo hết tên tuổi những ủy viên trong tổng bộ. Ngoài Bùi Tiên Mai còn có 5-3 người bị mật thám tra tấn, khủng bố tinh thần, bị mắc mưu, tưởng chúng đã biết rõ hết cả, nên hỏi đâu nói đó. Riêng số đảng viên thuộc tỉnh đảng bộ tỉnh Hương Yên, hội đồng đề hình đặc ủy cho tuần phủ tỉnh ấy là Vi Văn Định, được toàn quyền cứu xét. Họ Vi đã dùng chó bẹt rê đứt cùng một số lính giỏng người thổ tra tấn một cách vô cùng khủng khiếp. Nên số đảng viên của tỉnh Hưng Yên đã bị bắt nhiều nhất. Còn các tỉnh khác, các trung ủy đã cố sức chịu đòn, không chịu công khai. Hội đồng đề hình không tìm ra manh mối nên giữ được an toàn. Mù phá Ngục thất Hỏa lò, thế là bọn thực dân Pháp đã bắt giữ hầu hết các yếu nhân, từ những sáng lập đảng viên đến những ủy viên trong tổng bộ cũ và mới. Chỉ duy còn hai nhà lãnh tụ tối cao của Việt Nam Quốc Dân Đảng, Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu. Với bằng đủ mọi cách mọi giá, chúng vẫn không sao bắt được. Mặc dầu lại có tin là Nguyễn Thái Học vẫn thường lui tới các vùng lân cận ngoại thành Hà Nội để liên lạc và thông báo tin tức với các đồng chí của ông hiện đường bị giam giữ tại Ngục thất Hỏa lò. Do đó, Agnew, tổng giám đốc công an, một tên trùm mật thám, già đời đất Bắc, và nhất là Prit, chủ tịch của hội đồng đề hình, một viên cai trị khét tiếng trong hàng tứ hung, điều như điên như dại, đứng ngồi không yên. Chúng vừa tỏ ra cấu kỉnh, vừa có ý lo lắng, sợ hãi. Bỗng nhiên một hôm, vào cuối tháng 4 năm 1929, không biết từ đâu đưa lại, y nhận được tin chắc chắn là Nguyễn Thái Học đường chuẩn bị một cuộc nổi dậy đánh phá Ngục thất Hỏa lò vào ngày kỷ niệm Janda 14 tháng 7 sắp tới, để giải cứu cho các đồng chí của Nguyễn Thái Học đương bị giam cầm trong ấy, giống như cuộc nổi dậy của dân chúng Ba Lê đánh chiếm Ngục thất là Bastille hồi năm 1789. Tin này tuy trước có thực và bản kế hoạch đầu tiên đã được thảo ra, nhưng vì sau nhiều lý do đặc biệt nên lại quyết định bãi bỏ. Thế mà bọn phản động giờ đây mới đánh hơi thấy, lại mang đến tâu hót với Prit, làm cho y hoảng sợ và lo sợ. Đến nỗi, vừa sáng sớm tinh sương hôm sau, khi vừng đông còn chưa ló dạng, Prit đã đơn thương độc mã, lầm lì bước vào khu Salim C, gồm 32 Salim, là khu biệt cấm kiên cố và quan trọng nhất, và cũng âm u,
rùng rợn nhất tại Ngục Thất Hỏa Lò thời bấy giờ, đã được mệnh danh là Le Tombeau Vivant, mồ chôn người sống, nơi đây giam cầm hầu hết là nhân viên tổng bộ cũ và mới Việt Nam Quốc Dân Đảng. Từ hành lang xà lim xê, Brit ra lệnh cho tên giám thị Pháp theo sau, lần lượt mở cửa từng xà lim một để y vào tận chỗ, nói với từng người chúng tôi một câu nguyên văn. Attention à vous tous, et dit à học qui reste tranquille, s'il y a un moindre soulèvement à Hanoi, vous aurez toute la tête coupée. Canh liều hồn đấy và bảo với học, nó phải yên đi. Nếu xảy ra một cuộc nổi dậy nhỏ nào ở Hà Nội, tất cả các anh sẽ bị rơi đầu ráo. Câu nói của Brit vừa có ý hăm dọa, vừa như có ý khuyên lơn vậy. Nói xong, y lặng lặng đi ra, không hỏi han thêm bớt nửa lời. Và lần lượt ngót 30 người, với ai, y cũng chỉ nói một câu ấy mà thôi. Nguyên từ lâu, Brit đã cho rằng, mặc dầu bị giam cầm nghiêm mật, nhưng một số anh em vẫn có liên lạc chặt chẽ với nhà lãnh tụ trẻ tuổi, và nhất là vẫn được tham khảo ý kiến đầy đủ về các vấn đề trọng đại của đảng. Do đó, Brit thường nói với anh em chúng tôi rằng, De la prison, le tổng bộ dirige toujours le parti. Từ trong nhà giam, tổng bộ vẫn giữ quyền lãnh đạo đảng. Dĩ nhiên cuộc nổi dậy này rồi sao không xảy ra vì đã có lệnh bãi bỏ từ trước như trên đã nói. Nhưng Brit thì có biết đâu. Và y lại cứ đinh ninh rằng đây là kết quả của sự mặc nhiên thông cảm giữa chúng tôi và những lời du thuyết đầy khôn ngoan và khéo léo của y tại các xà lim trước đây. Rồi vô hình chung, từ đó chúng tôi cứ được quan trọng hóa tưởng tượng mãi lên. Hội nghị lạc đạo cần phải có một số cán bộ đắc lực để bổ sung vào công tác cấp bách. Đầu tháng 4 năm 1929, Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu bí mật triệu tập đại biểu các tỉnh bộ toàn quốc tại Lạc Đạo, một làng gần ga Lạc Đạo thuộc tỉnh Bắc Ninh. Trong số cán bộ được bổ sung có Sư Trạch, một đệ tử trong phái Thiếu Lâm có phong độ giang hồ kiếm khách, xuất hiện giữa khi Tòa nhà Việt Nam Quốc Dân Đảng đương bị cơn bão tố lung lay. Ngoài Sư Trạch, còn có một số đảng viên được cân nhắc lên hàng cán bộ mới. Ký Con, Nguyễn Văn Chấn, Xuân Tùng, Vũ Văn Giảng, Phạm Văn Tình, Nguyễn Huy Thọ, v.v. Sau phần trên, Nguyễn Thái Học bước lên diễn đàn với một giọng nói cảm động. Hiện tình đảng chúng ta lúc này có một số chi bộ ở các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Tuyên Quang và vài chi bộ nhà binh. Số đồng chí bị bắt khá nhiều, còn các tỉnh khác và đô thị nhờ sự nhẫn nhục và gan dạ của các đồng chí ở trong ngục thất, nên số đồng chí của chúng ta ở ngoài còn rất đông. Không những an toàn vô sự, mà lại còn phát triển thêm nhiều chi bộ. Các binh đoàn, các chi bộ nhà binh cũng mỗi ngày mỗi kết nạp thêm được nhiều đồng chí mới. Tình hình của đảng thế là vững vàng, tinh thần gan dạ của các đồng chí thế là tỏ rõ. Cuối cùng hội nghị quyết định xúc tiến ngay việc tuyên truyền kết nạp thêm đồng chí và kiện toàn ngay lại những chi bộ mà số đảng viên bị bắt nhiều. Số đảng viên mới kết nạp này nhắm vào thành phần nông dân, thợ thuyền và sinh viên nhiều hơn. Vấn đề liên lạc cũng được đề ra. Hội đồng quyết định lựa một số nữ đảng viên lên thay thế số nam đảng viên. Trong số liên lạc viên mới này có các cô Đỗ Thị Tâm, cô Tình, cô Vân, cô Bắc, cô Chính và cô Giang. Vụ ám sát Trịnh Thị Nhu, Trịnh Thị Uyển. Agnew cũng như Brit, chúng tiên đoán trước với nhau rằng Nguyễn Thái Học còn ở ngoài vòng kiểm tỏa ngày nào thì một trận cuồng phong cách mạng, máu chảy thịt rời nhất định sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi vậy công tác đứng trên hàng đầu của Brit lúc bấy giờ là làm sao bắt giữ cho bằng được hoặc thuyết phục cho được Nguyễn Thái Học chịu về đầu thú, thì tự nhiên an ninh trật tự toàn cõi Bắc Kỳ sẽ được bảo đảm như bàn thạch. Một buổi sáng, sở mật thám giải đến
hội đồng đề hình một người tình nghi hoạt động cách mạng là Trịnh Đình Chiêm, tức Cả Chiêm ở phủ Lạng Thương. Cả Chiêm có hai cô em gái là Trịnh Thị Nhu và Trịnh Thị Uyển. Hai cô này lại là bạn gái chí thân với hai cô Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Thị Giang. Mà theo báo cáo của Sở Mật Thám, thì hai cô Bắc, Giang là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng và đường hoạt động cách mạng tích cực bên cạnh Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu. Được biết rõ ràng như vậy, trước hết Priest cho gọi Trúc Khuê Ngô Văn Triện, một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, hiện bị giam trong ngục thất Hỏa Lò lên văn phòng, đe dọa sau vuốt ve rồi hứa. Nếu Trúc Khê bằng lòng viết một bức thơ cho Nguyễn Thái Học khuyên ông ra đầu thú, thì lập tức họ Ngô được trả tự do. Ngô Văn Triện trước còn từ chối, sau bằng lòng viết, đại ý, khuyên Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu nên ra đầu thú, không những không bị tội, mà còn cứu vãn được hơn 200 đồng chí hiện đương bị giam cầm. Những thường đảng viên sẽ được tha hết, còn những trung ủy sẽ làm án chiếu lệ mà thôi. Chính phủ bảo hộ hứa chắc chắn như vậy. Nắm được bức thơ trong tay, Brit gọi cho Cả Chiêm và cũng từ đe dọa sẽ mất đầu đến vỗ về an ủi. Nếu Cả Chiêm khuyên được hai cô em gái mang phong thơ của Ngô Văn Triện trao được đến tận tay cô Bắc hoặc cô Giang, thì không những được thả ngay về, mà khi thành công, chính hậu bảo hộ còn ban thưởng cho nữa là khác. Suy đi tính lại hồi lâu, Cả Chiêm nhận lời. Tức thì hai cô Nhu, Uyển được Sở Mật Thám bắt giải đến. Trước hết, Brit cho phép anh em được gặp mặt, chuyện trò, rồi lại áp dụng chiến thuật đe dọa vỗ về. Kết quả hai cô gái song thương, bằng lòng, nhận đem hai bức thơ ấy. Bước chân ra khỏi cổng Hỏa Lò, hai chị em bàn nhau phải tìm đến hỏi đồng chí xứ ủy Mai Ngọc Thiệu, tức Cả Sâm, vì Nhu Uyển đều là đảng viên Việt Nam Cách Mạng, đồng chí hội, đồng chí của Cả Sâm. Ban chấp hành kỳ bộ Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng, đồng chí hội tức thời được triệu tập một phiên họp bất thường vào buổi tối ngày 28 tháng 5 năm 1929 tại đường Thể Dục, Vi Lê, Hà Nội. Hội nghị quyết định là giao hai nữ đồng chí Nhu Uyển cho tỉnh đảng Bộ Hải Phòng lo liệu, cho đáp tầng căng tông sang Hồng Kông, công tác cho tổng bộ tại Quảng Châu để tránh mọi sự có thể xảy ra đến nguy hiểm cho Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng, đồng chí hội. Một cán bộ đảng là Đặng Ngọc Long bí danh Minh được đặc phái đem mệnh lệnh xuống tỉnh đảng Bộ Hải Phòng. Sáng ngày 31 tháng 5, Trịnh Thị Nhu, Trịnh Thị Uyển đáp xe lửa xuống Hải Phòng. Hai cô được một đồng chí là Trần Tố Lan do tỉnh đảng bộ phái ra đón tiếp. Sau khi nhận được ám hiệu, Trần Tố Lan bảo hai nữ đồng chí hãy tìm một nơi để nghỉ ngơi, đợi đến đúng hồi 19 giờ rưỡi sẽ đến đầu ngõ nghè trước trường học Trí Tri, gần đường Các Cục Đợi, sẽ có người đến đón đưa lại cơ quan của tỉnh đảng bộ. Đợi đúng giờ hẹn, hai chị em lững thững đến ngõ Trí Tri. Giữa một nơi vắng vẻ, bóng tối chập chờn, hai chị em còn đương ngơ ngác. Chú ý, xác định vị trí. Thình lình, một tiếng nổ phát ra, một viên đạn trúng ngực cô Uyển ngã gục chết liền. Cô Nhu còn đương hoảng hốt, lại một tiếng nổ nữa tiếp theo. Viên đạn trúng vào đùi cô Nhu, ngã quỵ, kẻ sát nhân trốn thoát. Vụ ám sát này nguyên do là Đỗ Ngọc Xu nhận được mật lệnh kỳ bộ về việc lo liệu cho hai nữ đồng chí xuất dương. Xu tìm đến Nguyễn Đức Cảnh, người phụ trách về tỉnh đảng bộ. Ban chấp hành tỉnh đảng bộ gồm có ba người: Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Thị Vinh, Lê Văn Đống. Ngoài ra còn có Quốc Anh, Kim Tôn và Sĩ Quyết mới từ Hồng Kông về. Đỗ Ngọc Xu, Trần Tố Lan và Hồ Ngọc Lân cũng được mời tham dự. Trước hội nghị, Nguyễn Đức Cảnh báo cáo về mệnh lệnh của kỳ bộ về lý do phải đưa hai nữ đồng chí xuất dương. Quốc Anh đứng phắt dậy nói: Bắc Việt kỳ bộ đã chủ trương một việc quá mơ hồ, không hiểu rõ tình hình đoàn thể một chút nào cả. Hiện nay tổng bộ còn đâu nữa?
mà Bảo gửi hai chị ấy sang công tác. Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Đồng Chí Hội hiện đã bị giải tán do quyết nghị của toàn thể đại biểu dự đại hội toàn quốc ở Hồng Kông đã biểu quyết để thay thế bằng Đông Dương Cộng sản Đảng rồi. Vậy này, kỳ bộ, tỉnh bộ Việt Nam, thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội ở đây cũng đều bị giải tán để tổ chức lại thành Đông Dương Cộng sản Đảng. Quốc Anh nói dứt lời, sĩ quyết tiếp, gửi sang Hồng Kông không được, để ở đây trước sau gì hai chị ấy cũng sẽ bị bắt, mà bị bắt trở lại thì rất nguy vì hai chị ấy giữ công tác liên lạc, biết hết các yếu nhân kỳ bộ, tỉnh bộ chúng ta, đến lượt Đỗ Ngọc Xu. Tình trạng đã xảy ra như thế này thì chỉ còn một cách là thủ tiêu luôn hai chị ấy đi cho rảnh nợ và yên chuyện. Bận tâm làm gì, băn khoăn làm gì, để thì giờ mà lo tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng chứ. Sau này nước được độc lập, sẽ cho tên hai chị ấy vào biển, phố là được rồi. Bản quyết nghị thủ tiêu hai nữ đồng chí Trịnh Thị Nhu, Trịnh Thị Uyển được thông qua. Công tác thủ tiêu được trao cho Hồ Ngọc Lân thi hành, bởi Lân là một tay thiện xạ. Nhưng oái âm thay, Thị Nhu lại là vị hôn thê của Hồ Ngọc Lân. Nhưng Lân không thể cưỡng lại mệnh lệnh mà tỉnh đảng bộ đã trao phó. Lân chỉ còn một cách là thi hành bản án một cách sai lệch, nghĩa là chỉ bắn vào một bên đùi Trịnh Thị Nhu. Hôm ấy là buổi tối ngày 31 tháng 5 năm 1929. Sau khi vụ án mạng này xảy ra, người bị bắt giam đầu tiên là Mai Ngọc Thiệu, tức Cả Sâm, và mấy đồng chí của ông ở trong tỉnh đảng bộ Hải Phòng. Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi chương 4, Hội đồng đề hình xử phiên công khai qua giọng đọc của Đào Trường Phúc. Hội đồng đề hình xử phiên công khai. Vụ án Ba Giang, tuy phòng dự thẩm tòa án đại hình có đòi Lê Thành Vị, Nguyễn Thái Thác, Hoàng Văn Đào và Nguyễn Hữu Đạt ra hỏi cung nhiều lần, nhưng không một ai chịu tiết lộ một điều nào, nên vẫn không tìm ra manh mối. Hội đồng đề hình làm việc ròng rã suốt ngày đêm, cho mãi đến cuối tháng 6, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu vẫn không sao bắt được, lại vấp phải vụ ám sát Trịnh Thị Nhu, Trịnh Thị Uyển, khiến chủ tịch hội đồng đề hình hết sức bối rối, lại không muốn làm ra to chuyện, e chính phủ mẫu quốc của trách bọn cai trị Đông Dương, nên hội đồng đề hình trả tự do cho 149 người. Còn lại 78 người quyết định đưa ra xử trước phiên tòa công khai vào hồi 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 1929. Trong bản cáo trạng có đoạn rằng các giáo viên, công chức, các binh sĩ là những cây cột chống đỡ mái nhà Đông Dương. Việt Nam Quốc Dân Đảng đã làm lay chuyển ba cây cột ấy. Nguy hiểm hơn nữa là những kẻ được họ rủ rê, trừ Nguyễn Quốc Túy, vào thì vào, không vào cũng không một ai đi tố cáo với các nhà đương cuộc. Sự im lặng đó khác nào đồng lõa. Sau khi nghe lời khai của các bị can và các luật sư biện hộ, đến 20 giờ tối hôm sau, mồng 3 tháng 7, hội đồng đề hình tuyên án, thực là một vụ án không tiền khoáng hậu trong lịch sử. 78 bị can mà chỉ xét xử chớp nhoáng trong có 2 ngày. Nhưng suốt trong phiên xử án, hội đồng đề hình không hề nhắc nhở đến vụ ám sát tên trùm thực dân Ba Giang. Kết quả, 2 người trắng án, 3 người kết án khuyết tịch, 26 người án tù treo từ 2 đến 5 năm và 47 người án tù cấm cố từ 2 đến 15 năm. Ngoài án tù, mỗi người còn đèo thêm cái án 5 năm biệt xứ. Đến ngày 24 tháng 8 năm 1929, chính quyền thực dân ra lệnh phát vãng 25 người án tù cấm cố từ 2 đến 5 năm, đưa đi giam tại các ngục thất thuộc các tỉnh Thượng Du Bắc Việt.
23 người án cấm cố lưu đày từ 5 năm đến 15 năm thì đưa đi giam ngoài Côn Đảo. Dư luận báo chí thời đó là một đảng cách mạng bí mật, làm sao mà dân chúng biết được? Cho mãi đến đầu năm 1929, đồng bào được tin chính quyền Pháp đang lùng bắt đảng cách mạng chống Pháp là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Kiếp đến ngày mùng 2 tháng 7 năm 1929, các báo chí Hà Nội đều đăng tin hội đồng đề hình đã họp xử các can phạm Việt Nam Quốc Dân Đảng. Hầu hết dân chúng không hiểu hội đồng đề hình là gì và cũng không hiểu chữ viết tắt VNQGD là đoàn thể nào. Cuộc âm mưu chống Pháp được hội đồng đề hình, chính quyền Pháp trong một thông báo đăng trong báo Avenir du Tonkin ngày 2 tháng 7 năm 1929 đã nói rõ thành phần và nhiệm vụ của hội đồng đề hình. Ông Ban nhắc lại như sau: hội đồng đề hình được thiết lập là do sắc lệnh của Tổng thống Pháp ký ngày 26 tháng 11 năm 1896, là một tòa án đặc biệt thiết lập thay thế cho tòa án thường để xử những dân bản xứ hay đồng hóa phạm những khinh hoặc trọng tội liên quan tới sự an ninh của nền bảo hộ hoặc tới sự mở mang của nền thuộc địa Pháp. Thành phần hội đồng đề hình: chủ tịch hội đồng đề hình là một viên quan cai trị hạng nhất. Các hội viên gồm viên công sứ địa phương nơi tội phạm đã xảy ra, viên biện lý có thẩm quyền tại nơi này và một vị đại úy do đại tướng tư lệnh quân đội Đông Dương chỉ định. Tòa sẽ có một viên lục sự lựa trong các tham tá lục sự tòa thượng thẩm. Khi hội đồng đề hình họp tại một địa điểm ngoài khu vực thẩm quyền của các tòa sơ thẩm Hà Nội và Hải Phòng, viên biện lý sẽ được thay thế bởi một vị thẩm phán khác do viên trưởng lý giám đốc tư pháp Đông Dương đề cử. Vị chủ tịch và hai hội viên đại úy và thẩm phán, viên lục sự, mỗi năm đều có nghị định chỉ định của viên toàn quyền Đông Dương. Qua các thành phần và sự điều hành trên đây, chúng ta thấy rằng hội đồng đề hình chính chỉ là một tòa án để xử về các vụ chính trị, nhằm riêng các vụ chính trị chống Pháp. Các báo sau vụ án này có nhắc nhở tới nhiều cả báo Pháp lẫn báo Việt. Các báo Pháp của thực dân cố tìm cách đánh lộn tên viết tắt của Việt Nam Quốc Dân Đảng với Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, tức là biệt hình của Đảng Cộng sản sau này. Báo Franco Anamit viết: tôi xin hỏi, còn có cách nào cho tôi khỏi lầm lẫn hai đảng ấy được, nếu không kể cách là phân biệt tên đảng nọ dài hơn tên đảng kia? Nói thực ra, tất cả những người trong hai đảng đều là bà con với nhau cả. Họ cùng theo một mục đích là trục người Pháp ra kh�ỏi xứ Đông Dương. Trích AFA số 3 ngày 1 tháng 8 năm 1929, trang 25. Báo Avenir du Tonkin còn viết: bọn thượng lưu An Nam đã nghiên cứu nền văn minh của ta, thì không khi nào lại bỏ ta mà đi theo những kẻ chỉ có mục đích là phá hoại nền văn minh ấy. Họ còn nên hiệp tác với ta nữa. Bởi vậy, chúng ta có cái phận sự phải nên thân cận với bọn thượng lưu An Nam để cho họ tin cậy mình và họ hiểu rằng quyền lợi của chúng ta với của họ phải đi song song với nhau. Bên nào cũng đem chút thành tâm ra thì việc đề huề liên lạc với nhau không khó gì. Các báo Việt phần nhiều khâm phục thái độ của những nhà cách mạng trẻ tuổi trong vụ này, nhưng không dám tỏ bày một cách rõ ràng trên mặt báo. Công cuộc chống Pháp này mặc dầu thất bại, nhưng đã có tiếng vang rất rộng lớn. Báo Action Française xuất bản tại Pháp trong ngày 2 tháng 6 năm 1929, tức là trước ngày họp hội đồng đề hình,
đã viết như sau: Bên Đông Dương có gì và tại sao người ta lại giấu giếm chúng ta sự thực một cách ngoan cố? Một nghị viên thuộc địa mà ở đây chúng ta không nói tên bữa nay đã nhận được của một Pháp Kiều ở Đông Dương, đúng hơn là ở Trung Việt, một lá thư đầy yếm thế nói rõ phong trào bài Pháp bền vững, mạnh mẽ và được điều khiển một cách khéo léo và ở trên đường kết quả. Chúng tôi đã đọc lá thư đó. Báo Action Française lại viết tiếp: Đấy là một chính sách theo sở thích, áp bức bất công áp dụng tại đó bởi Varenne. Chính sách này đã có kết quả của nó với sự chuẩn y của chính phủ liên tiếp. Tại nước nhà hồi đó, có một số người chỉ sợ người Pháp bỏ về nước thì họ hết bấu víu. Tượng trưng cho số người đó, chúng ta phải kể đến bác sĩ Lê Quang Trinh, hội viên Hội đồng Chính phủ, đã viết trong báo Le Progrès Anamite ngày 20 tháng 7 năm 1929 như sau. Thí dụ, có một ngày nước Pháp lấy làm chán những sự oán vọng luôn luôn của mấy tờ báo tự nhận là theo chủ nghĩa quốc gia mà bỏ chúng ta, không bảo hộ cho nữa, thì sẽ trở ra làm sao? Nước Nhật có thủy quân và lục quân rất mạnh, có thể thắng ta như trở bàn tay. Nước Tàu nhờ có dân đông đúc và giỏi về đường kỹ nghệ, có thể làm cho ta phải chìm đắm sau khi đã thắng ta trên trường kinh tế. Nhờ có sự kinh nghiệm khi xưa nên chúng ta đã biết rằng nếu để các ông Tàu cai trị thì thiệt thòi đủ đường. Trong mấy ngàn năm nay chúng ta chẳng sợ hãi mất mặt dưới quyền áp chế của họ là gì. Như vậy mà lại còn muốn bắt đầu như cũ hay sao? Nước Xiêm định ý không kém rõ ràng, cũng có thể đem ngay 600.000 quân và một đội phi cơ để tàn phá nước ta. Chúng ta nghĩ tới việc đó không? Sau hết có những kẻ bất bình và những kẻ bằng lòng giúp các sự ham muốn sôi nổi của những kẻ ăn không ngồi rồi sẽ gây nên ở trong nước những việc xâu xé lẫn nhau, không ai ngăn cấm được, rồi hóa ra nổi loạn. Thiệt hại thêm, một sự tai hại 100 lần ghê sợ hơn những sự tàn phá trong thế giới. Đó là bài viết của bác sĩ Lê Quang Trinh, Hội đồng Chính phủ, trong báo Le Progrès Anamite. Kết luận đấy là ý kiến của một số người trí thức Việt Nam cách đây đã quá 30 năm, chỉ sợ người Pháp rút lui khỏi Việt Nam. Nhưng may cho những phần tử trí thức ấy, người Pháp đã ở lại cho đến khi thật sự bị người Việt Nam cùng đứng dậy tống khứ vào năm 1954. Còn có một vài tờ báo bằng chữ Pháp do người Việt chủ trương, như tờ La Tribune Indochinoise của ông Bùi Quang Chiêu. Những tờ báo này luôn luôn nhắc người Pháp nên thay đổi chính sách và mở mang thật sự cho Đông Dương. Kính thưa quý vị, chương trình trang sử Việt Nam Quốc dân đảng đến đây tạm kết thúc. Xin đón nhận ý kiến xây dựng của quý vị đồng hương để chương trình được hữu ích và phong phú hơn. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào quý đồng hương, quý bà con, cô bác với lời cầu chúc luôn bình an, may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngã hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang.
sung sướng khi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế màu vàng pha trường. Không thành công thì cũng thành nhau, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công khi tiếc anh hùng dòng lạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày hùng ngày ta yên bái nương non vì muôn. Chết vì tổ quốc cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng khi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế. Thank you.